Thưa tôn giả, từ lâu con rất ngưỡng mộ học thức của ngài rồi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy được sắc tướng trang nghiêm thật là một vinh hạnh. Ông có thắc mắc gì hả? Thưa tôn giả, con từng nghe đến các ngài như Puruna, Kasapa, Makali, Gosa, Ajita, Kesakambali, Sanchaya, Pelatiputta, Yanigantha, Nathaputta. Đây là những bậc trí giả nổi thế gian này. Theo như ngài thấy, họ đã chứng được trí tuệ chân thật hay chưa vậy? Đáp án của vấn đề này không quan trọng. Ông cũng đã đến đây rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là ta sẽ dạy cho ông biết lấy chánh pháp duy trì chánh hạnh, chỉ dẫn cho ông đạt được trí tuệ chân thật. Từ trong cái diệt thấy được cái bất diệt, trong buồn đau nhìn thấy quan hỷ, trong tàn bạo thấy được tình người, trong sự xấu xa nhìn thấy điều tốt đẹp. Vô minh đã che lấp đi tầm nhìn của con người. Nếu chúng ta phá tan màn ảo tưởng đó, thì hết thảy khổ đau, hết thảy sầu lo tự nhiên không còn. Trong lòng của chúng ta, từ bi và tha thứ bắt đầu giác tỉnh. Tình cảm của chúng sanh đều như nhau. Nếu ông không phải là người giác ngộ, sẽ không phát hiện được điều thú vị của giác ngộ. Và nếu ông sinh lòng mong cầu giác ngộ, thì ông cũng sẽ trở thành Buddha. Thưa tôn giả, ngài có bằng lòng thu nhận con làm tỳ kheo không? Aniruddha, thầy hãy truyền giới cho ông Subhadra đi. Ngay bây giờ sao, thưa Thế Tôn? Ngay lúc này, Subhadra đã thọ giới. Ông ấy là vị đệ tử tỳ kheo sau cùng của ta. Này các thầy tỳ kheo thân yêu, đây là lời giáo huấn sau cùng của ta. Hãy thắp sáng ngọn đèn của chính mình, hãy làm ngọn đèn của chính mình, hãy tỉnh giác, hành trì chánh pháp, chuyên chú vào nội tâm của các con. Hãy quay về nương tựa nơi chính mình. Đừng nương tựa vào ai khác. Tất cả đều là vô thường. Các con hãy tự an trú giữa mọi sự đổi thay, tinh tấn không giải đãi, vĩnh viễn không bỏ cuộc.